dấu hóa, mấy cái dấu hóa bất thường thì biết đúng không? Dấu thăng thì thăng lên nửa cung, dấu dán thì dán xuống nửa cung, biết không? Dạ Dấu bình, dạ bình biết. dấu bình là có nghĩa là bình thường lại, ví dụ trước đó dấu thăng mà phía sau đó là dấu bình, là cái nốt nó sẽ bình lại. Phía trước đó là nốt pha thăng này, ví dụ như vậy. Phía sau đó nó sẽ để nút bình ngay cho nút pha thăng, thì cái nốt đó nó trở lại bình thường, nốt này. Còn dấu thăng kép có nghĩa là dấu ít nè, ít thăng kép có nghĩa là thay vì thăng lên nửa cung, thăng kép nó sẽ tăng lên một cung, thì cái nốt này người ta ít, rất ít sử dụng. Dán kép cũng vậy, rất ít sử dụng. Dấu hóa bất thường có nghĩa là trong cái giọng đó, thí dụ giọng la thứ nó không có một cái dấu hóa nào hết, nhưng mà tự nhiên trong một cái ô nhịp đó nó xảy ra một cái nốt nào đó thăng hoặc dán, thì người ta gọi nó là dấu hóa bất thường. Dấu hóa bất thường nó chỉ có tác dụng trong một cái ô nhịp đó thôi. À, ví dụ mình đang mò cái giọng của nó mà tự nhiên trong đó nó xuất hiện cái dấu hóa bất thường, nó ra giọng khác. Nó dấu hóa bất thường cho một cái ý đồ của học âm vậy thôi, chứ nó hoàn toàn không có qua một cái giọng khác được. Chưa, ví dụ nha, ví dụ như một cái hợp âm gì cái giọng la thứ tự nhiên nó có một cái nốt pha thăng, thì nó thể chưa thể ly điệu sang một điệu khác. Nốt pha thăng này nó sẽ sử dụng cho hợp âm rê trữ thôi. Hôm trước là mình học hợp âm trong la thứ nó có rê thứ đúng không? Trong la thứ nó chỉ có rê thứ thôi, tại vì nó pha bình thường. Nhưng mà tự nhiên nó pha nó thăng lên thì nó sẽ chuyển qua bậc bốn trưởng, hiểu không? Chứ nó hoàn toàn không có ly qua một cái giọng nào khác hết chưa. Còn nếu như nó ly điệu qua một cái giọng khác thì cũng tùy tùy cái ý đồ soạn bài nhạc nó của tác giả. Không thì người ta vẫn để hợp âm theo của cái giọng đó. Còn một số bài thì người ta sẽ cho ly điệu qua một cái giọng khác. Ok, dấu lặng nè. Cái dấu lặng này thí dụ như nốt tròn nè thì là bằng bốn nốt đen. Mà khi nó lặng vậy có nghĩa là nó ngăn bốn nốt đen, nó không có đánh. Nốt trắng thì bằng hai nốt đen, có Thì nghĩa là cái gì hả? sao dấu lặng của nốt tròn với nốt trắng nó giống nhau? Nó khác chứ, cái nốt tròn nó nằm ở phía trên này của cái dòng thứ tư, nốt trắng nó nằm bên dưới. Còn cái nốt đen nó là cái dấu lặng kiểu này, ngoằn ngoèo vậy. Nút đơn, lặng kép, lặng lặng tam, lặng tứ. Ok, lặng là sao? Có nghĩa là nó lặng giá trị trường độ. Nè, bảy dấu lặng có giá trị tương ứng với bảy nốt nhạc trong bài nhạc. Có những dấu lặng là có những chỗ im lặng, ngừng đàn và ngừng hát để lấy hơi. Những chỗ đó ta thường dùng dấu lặng. Vậy đó, có nghĩa là những cái chỗ đó ngừng lại, không có đờn, hoàn toàn im ru luôn, nó lặng lại đúng một giá trị trường độ của một nốt đen, một nốt đơn, một nốt trắng hay gì đó, thì bắt đầu tiếp tục đó gọi là dấu lặng. Thì cái hình của nó như thế này, lặng đen hình như này, lặng đơn, lặng trắng, tròn, kế, kép, lặng tam, lặng tứ.